Thư rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là dự báo thời tiết cho toàn tỉnh Lâm Đồng vào đêm nay và ngày mai, 12 tháng 12 năm 2021. Quý vị thân mến, trong 24 giờ qua, chúng ta chứng kiến thời tiết toàn tỉnh với nắng đẹp vào ban ngày, gió mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ xuống thấp ở hầu hết các khu vực, đặc biệt là tại khu vực phía Bắc của tỉnh Lâm Đồng. Và trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng chủ yếu rìa phía Nam, lưỡi áp cao lạnh lục địa. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Cụ thể như sau. Tại khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Đà Lạt, Lạc Dương và Đam Rông, trời trở lạnh, không khí khô, ban ngày có nắng ấm sẽ là hình thái thời tiết chủ đạo của khu vực này. Nhiệt độ xuống thấp, dao động từ 13 đến 22 độ, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm trung bình là 73 đến 78%. Và tiếp theo là khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Đây là khu vực có độ ẩm xuống thấp của tỉnh, dao động từ 70 đến 75%, mây thay đổi, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 15 đến 26 độ. Và tiếp theo là khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Trời nhiều mây, ban ngày trời nắng, không khí khô và lạnh, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 16 đến 27 độ, độ ẩm trung bình là 78 đến 83%. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Khu vực này có nền nhiệt độ dao động tầm 21 đến 32 độ, ngày mai trời nắng đẹp vào buổi trưa, đêm không mưa, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm trung bình là 75 đến 80%. Quý vị thân mến, hoa li li lửa hay còn được biết đến với các tên gọi khác như loa kèn lửa, hoa móng hổ, huệ lồng đèn, thường dùng để trang trí trong các sự kiện, trang trí trong nhà, công sở đều mang lại vẻ đẹp ấm cúng và sang trọng. Và trong một năm trở lại đây, công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Ngọc đã nhập 4.000 củ giống hoa li li lửa từ Hà Lan về trồng tại trang trại công ty với diện tích 1.000 m2. Và kết quả khảo nghiệm bước đầu cho thấy, cây hoa li li lửa đã phát triển và thích nghi tốt với điều kiện khí hậu tại Đà Lạt. Và cụ thể hơn về thông tin này, mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình 365 ngày chuyển động được phát sóng ngay sau đây. Còn bây giờ sẽ là dự báo thời tiết cho một số thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bảng nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.